Những năm tháng không thể nào quên. Hồi ký kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Chặng đường 10.000 ngày. Tác giả: Thượng tướng Hoàng Cầm. Nguyên Tổng Thanh tra Quân đội, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân giải phóng miền Nam Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Quân quản Sài Gòn Gia Định, Tư lệnh Quân đoàn 4. Tập 11. Những ngày chờ địch đã căng, khi địch đến, bên cạnh cái mừng địch đã trúng kế, cái lo lại ập đến. Trước hết làm sao kéo căng đội hình hành quân của địch lọt vào trận địa phục kích của ta, không cho chúng sổng chuồng khi ta nổ súng. Sau này khi chiến dịch kết thúc, về tổng kết rút kinh nghiệm, nghe các đồng chí chỉ huy trung đoàn 2 báo cáo diễn biến mới thấy hết được tính phức tạp của trận đụng độ. Khi sư đoàn thông báo, lúc ấy là 15:20, đoàn xe địch xuất phát từ Trân Thành lên Hớn Quản. 10 phút sau đó, nghe rõ tiếng động cơ, cán bộ chiến sĩ của trung đoàn mới thực sự phấn khởi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Đi đầu là chiếc M41 đen chuỗi như con bọ hung. Tiếp đến là M113, cách nhau mỗi xe 50 mét, tốc độ chậm, tỏ ra thận trọng. Theo đúng kế hoạch, khi đoàn xe đến cầu tàu ô công binh cho nổ mìn DH-10, xe địch tăng tốc như để tránh nguy hiểm. Khi chiếc xe thứ 17 lọt vào trận địa, đại đội 1 tiểu đoàn 4 nổ súng. Phút đầu diệt một M41, 20 phút sau diệt thêm 4 chiếc nữa, cả đoàn xe phải dừng lại. Nhiệm vụ chặn đầu của tiểu đoàn 4 đã hoàn thành. Hơn 1 giờ sau, trên hướng tiểu đoàn 4, tiểu đoàn 5 đều hoàn thành nhiệm vụ. Cũng tại đây, một tiểu đội của ta phục đánh bất ngờ bắt được một xe M113 địch bỏ chạy nhưng máy vẫn nổ. Biết xe còn tốt, mọi người nhìn nhau thất vọng vì không ai làm nghề lái xe. Sau chiến dịch đánh giao thông này, Bộ Chỉ huy miền điện ra Bộ Tổng Tham mưu xin bổ sung lực lượng lái xe vận tải quân sự và cả xe tăng, thiết giáp để có người xử lý khi có chiến lợi phẩm thuộc loại cao cấp này. Nhưng tình hình bỗng chốc trở lên phức tạp. Địch từ phía sau Trơn Thành tổ chức thành hai cụm lên phản kích ở khu vực tàu ô. Trung đoàn phải đưa lực lượng dự bị tiểu đoàn 6 vào chiến đấu ở Nam Bắc tàu ô. 17 giờ, 7 xe M41, M113 từ Trơn Thành lên thọc thẳng vào trận địa ta ở khu vực ngã ba cây đa. Ta diệt 4 xe, còn 3 xe quần nhau với bộ binh ta. Chúng chạy thẳng về tàu ô, hợp điểm với đồng bọn từ Tân Khai đánh xuống. Trận ác chiến diễn ra trong 4 giờ liền. Như địch thừa nhận, từ 15 giờ đến 18 giờ mới kết thúc. Thắng nhưng không trọn vẹn, lực lượng quá đuôi mỏng, lại thiếu lực lượng dự bị mạnh. Khi địch tăng viện, ta xử lý lúng túng, không kịp thời, nổ súng không đồng loạt. Một số xe địch có điều kiện quay lại cụm thành hình vòng đối phó. Phi pháo địch bắn dữ dội, ta tổ chức rút chưa nhanh nên bị thương vong. Nhưng trận thắng trong chiến dịch đánh giao thông địch trên đường 13 gây cho Mỹ nhiều lúng túng trong âm mưu mở cuộc hành quân dự phòng nhằm phá cuộc tiến công của ta, tạo đà cho những trận thắng tiếp sau của sư đoàn trong đợt hoạt động mùa mưa lại xảy ra ở địa điểm khác. Đó là trận phục kích địch trên khu vực cầu Cần Lê mà địch gọi là trận Sở Dốc Đông, là một trận đánh cổ điển trong chiến tranh Việt Nam. Cần Lê cũng là khu vực nằm trong kế hoạch tổng thể đánh giao thông địch trong đợt hoạt động mùa mưa của sư đoàn. Nhưng khi xảy ra lại là trận phục kích hai chiều, không phải chỉ đánh địch từ Hớn Quản lên mà còn tiến công địch từ Lộc Ninh rút về. Chiều ngày 27 tháng 6, sư đoàn được tin trinh sát kỹ thuật của miền. Một đoàn xe cơ giới địch đang chuẩn bị xuất phát từ Hớn Quản lên đón quân Mỹ rút từ Lộc Ninh về theo đường 13. Như vậy, theo phán đoán của sư đoàn, cuộc hành quân dự phòng El Paso của địch đã bị phá sản. Âm mưu phá cuộc tiến công của ta đã thất bại. Chúng thấy không thể trụ lại vì đường 13 đang tắc nghẽn ở đoạn vừa xảy ra trận đánh của trung đoàn 2, cầu Cần Đêm. Việc vận chuyển vũ khí, đạn dược, nhu cầu hậu cần cho lính Mỹ gặp nhiều trở ngại. Bộ Tư lệnh Sư đoàn hội ý quyết định, đây là trận đánh do sư đoàn trực tiếp chỉ huy, sở chỉ huy đặt ở điểm cao 124, lực lượng sử dụng
lệnh cho Trung đoàn 1 tạm ngừng kế hoạch tiến công Lộc Ninh, chuyển sang đánh phục kích đoàn xe cơ giới địch từ Hấn Quản lên. Trung đoàn 2 đánh địch phản kích phía sau. Trung đoàn 3 đánh địch đổ bộ đường không. Rút kinh nghiệm trận Cần Đâm, sư đoàn nhận định thế nào địch cũng sử dụng sở trường của đội quân Công Tử sẽ đổ bộ đường không khi bị đánh để cứu nguy cho bộ binh. Phương châm tác chiến đánh nhỏ đồng thời chuẩn bị đánh lớn, chặn diệt bộ binh cơ giới, đồng thời đánh địch đổ bộ trực thăng. Trong quá trình trao đổi kế hoạch tác chiến, một vấn đề nổi lên là bố trí thế nào. Ở đây chỉ cách chi khu quân sự Lộc Ninh có 7 km, không có địa hình trung bình như Cần Đâm, rừng thưa, đồng trống, phần lớn là cây dừa nước mọc xen với cỏ le. Từ vị trí tập kết đến khu chiếm lĩnh phải vượt qua 3 con suối, khó khăn trong cả cơ động và giấu quân. Vì vậy phải bố trí thế trận vận động phục kích. Ý kiến khác, chủ yếu của phái quân sự thì ngược lại. Làm như vậy khi tiếp cận địch bị trống trải, không an toàn, rất phiêu lưu. Đây là vấn đề tư tưởng chiến thuật có ảnh hưởng trực tiếp đến trận đánh nếu không được giải quyết. Sau khi trao đổi thống nhất ý kiến, Bộ Tư lệnh Sư đoàn phân công tôi thực hiện. Trước hết, cần gặp các đồng chí cán bộ chủ chốt, cấp trung đoàn để trao đổi thông suốt, kết hợp với bàn công việc chuẩn bị cụ thể, vừa tranh thủ được thời gian, vừa giải quyết vấn đề có chiều sâu gắn với thực tế. Trận địa phục kích gần hay xa không theo ý muốn chủ quan, càng không thể cứng nhắc với điều đã học. Nó phụ thuộc trước hết vào nhiệm vụ chiến dịch, vào yếu tố địa hình, vào đối tượng địch cụ thể mà ta có nhiệm vụ xóa sổ. Chúng ta chọn Cần Lê làm trận địa phục kích, đánh quân địch từ Hấn Quản lên, đón quân từ Lộc Ninh về, nhằm thực hiện một trong những nhiệm vụ cơ bản của chiến dịch, đánh giao thông địch. Nếu thừa nhận chỉ có Cần Lê mới là trận phục kích thứ hai, thì phải chấp nhận biện pháp chiến thuật vận động phục kích, vì đặc điểm địa hình nơi đây quyết định. Tiến công hay phòng ngự, tập kích hay phục kích đều có chung một yêu cầu là tạo thế bất ngờ. Ở Cần Lê, tạo yếu tố bất ngờ chính là phải bố trí trận địa phục kích từ xa, thực hiện biện pháp chiến thuật vận động phục kích. Đây không phải là điều mới, nó đã được áp dụng trong thời kỳ kháng chiến 9 năm trên chiến trường Đồng bằng Bắc Bộ. Tất nhiên là việc cơ động và giấu quân khó, nhưng nếu chúng ta có biện pháp ngụy trang khéo, xây dựng công sự tốt, xuất kích đúng lúc, ta sẽ ở vào thế bất ngờ. Trên tầm cao tiến công địch ở tầm thấp, phơi lưng trên trảng trống dài hơn 3 km để ta tiêu diệt. Lúc nêu vấn đề tranh luận thì găng, tưởng như không có lối thoát. Nhưng khi trao đổi có lý có tình, kết hợp cả thực tiễn những trận đánh trước đó, thì tư tưởng thông suốt, công việc chạy đều. Xin trở lại trận Cần Lê. Sau khi bàn bạc nhất trí, các đồng chí Trung đoàn 1 đã khẩn trương bắt tay vào thiết bị chiến trường, xây dựng hầm hào công sự theo yêu cầu vận động phục kích, làm đến đâu tiến hành ngụy trang đến đó, thực hiện nghiêm kỷ luật giữ bí mật. Nhận lệnh, chiều ngày 27 tháng 6, Trung đoàn 1 vừa hành quân vừa làm công tác chuẩn bị. Đến đêm ngày 29 tháng 6 hoàn thành vào chiếm lĩnh trận địa, tất cả đều sẵn sàng, thì sáng hôm sau 30 tháng 6 đã bước vào chiến đấu. Khi một đoàn xe địch từ Hớn Quản tiến lên hướng Lộc Ninh, khác với Trung đoàn 2, thời gian chờ đợi quá lâu. Phải dùng hình thức vận động phục kích, nhưng do có biện pháp bảo đảm tốt, Trung đoàn 1 ngay từ đầu đã đánh địch trên thế bố trí thích hợp, gây cho chúng nhiều thiệt hại. Khi trận chiến đấu xảy ra, đội hình địch bị chặn đầu khóa đuôi như thân rắn bị quằn, khúc oằn ra, đoạn co lại. Là lúc từ vị trí xuất phát xung phong các đơn vị Trung đoàn 1 vận động ra, B40 cách 50m, DKZ cách 100m là cự ly thích hợp diệt địch. Việc chặn đầu khóa đuôi, chặn địch từ Hấn Quản lên diễn ra ăn khớp, đội hình hành quân của địch bị ùn, tạo thuận lợi cho ta tiến công tiêu diệt chúng. Sự chống trả có, nhưng khác với Cần Đâm, chỉ là lực lượng tại chỗ, số còn sống sót cụm lại, dựa vào vỏ thép hỏa lực, chống trả yếu ớt, tuyệt vọng, chỉ có thể trông chờ vào quân đổ bộ đường không. Chỉ huy sư đoàn chúng tôi vừa trao đổi nhận định như thế, thì sự thật đã xảy ra đúng như nhận định. Gần giữa trưa, bầu trời trong,
quang mây. Từ phía hớn quản có tiếng âm ỉ vọng đến mỗi lúc một gần. Lên đó, nhiều máy bay lên thẳng xuất hiện. Chúng đổ quân xuống Tây Nam Trảng Bà Nghi, thực hành phản kích nhằm đẩy lùi áp lực của ta ra xa. Cuộc chiến đấu trở nên gay go, phức tạp. Mãi 19 giờ khi mặt trời gần tắt, trận đánh mới kết thúc. Trung đoàn 1 vừa đánh địch tại chỗ, vừa phải chống đỡ với quân tăng viện đổ bộ đường không. Tuy thắng lợi nhưng cũng bị thiệt hại. Mặc dầu rất thông cảm với cấp dưới, nhưng tôi vẫn gọi điện xuống nghiêm khắc. Trung đoàn 3 xuất kích chậm vì sở chỉ huy không ra sát mặt đường, mất thời cơ đánh địch, nên trận đánh không kết thúc nhanh gọn, kéo dài, gây thêm khó khăn cho các trung đoàn bạn. Các đồng chí trong ban chỉ huy trung đoàn 3 chẳng những không phản ứng, trái lại thấy rõ khuyết điểm của mình gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung, nên đã nghiêm khắc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, tích cực sửa chữa, không để cho khuyết điểm này tái diễn. Có đồng chí khóc vì ân hận. Mặc dù địch đã bị đòn đau với gần 80 xe tăng, xe bọc thép, hơn 600 lính Mỹ thuộc sư đoàn 1 bị chết và bị thương sau hai trận đụng độ với ta ở Cần Đâm, Cần Lê, nhưng chúng chưa chịu từ bỏ con đường 13. Vì đây là con đường tiếp tế chính cho Bình Long, Lộc Ninh. Chúng vẫn phải đưa thêm lực lượng và phương tiện chiến tranh lên để củng cố các căn cứ ở Hớn Quản, Trơn Thành, Minh Hòa nhằm bảo vệ tuyến phòng thủ Bắc Sài Gòn. Để tránh bị ta phục kích, địch tăng cường tuần tra, nghi binh đánh lạc hướng, dùng bom pháo dọn đường, đồng thời chúng còn tìm thêm đường khác, thường xuyên thay đổi quy luật hành quân. Ngoài đường 13, địch còn sử dụng đường đá đỏ nối liền Hớn Quản, Minh Hòa. Đây là con đường độc đạo nằm giữa đường 13 và sông Sài Gòn, nên việc che giấu lực lượng và vận động phục kích của ta gặp nhiều khó khăn. Thấy những triệu chứng chúng đang chuyển đội hình hành quân sang đường này, Bộ Tư lệnh Sư đoàn trao đổi và đi tới thống nhất quyết định khắc phục mọi khó khăn, khẩn trương hình thành thế trận phục kích, sẵn sàng đánh địch khi chúng mở cuộc hành quân với lực lượng phân công như sau. Trung đoàn 2 được tăng cường một tiểu đoàn của Trung đoàn 16 làm nhiệm vụ chủ yếu. Trung đoàn 1, Trung đoàn 3 làm nhiệm vụ chặn viện phía sau. Ngày 28 tháng 6, Trung đoàn 2 hoàn thành công tác chuẩn bị. Bộ đội tiến vào vị trí xuất phát tiến công. Nhưng mãi 10 ngày sau, ngày 8 tháng 7, trận đánh mới xảy ra. Phải chờ lâu, nhưng Trung đoàn 2 đã có kinh nghiệm chờ dài ngày trong trận Cần Đâm. Anh em nhanh chóng thông suốt, không xuất hiện tư tưởng nôn nóng. Mặc dầu đã có nhiều việc làm đánh lạc hướng đối phương, mặt khác rút kinh nghiệm thất bại ở Cần Đâm, Cần Lê mới đây, nên khi khởi sự địch vẫn rất thận trọng, đưa bộ binh chốt giữ, dùng tối đa hỏa lực pháo binh, không quân dọn đường. Ngày 9 tháng 7, sau 3 tiếng bắn phá hủy diệt các vạt rừng hai bên đường, đoàn xe mới vượt qua cầu Sa Cát. Đây là trận đánh chuẩn bị hỏa lực kéo dài chưa từng có trước đó. Ngồi ở sở chỉ huy, chúng tôi thấy như có lửa đốt trong lòng. Nghe âm thanh bom đạn liên tục từ phía trung đoàn 2 dội về mà đứng ngồi không yên. Mặc dầu tin tức từ trung đoàn vẫn được đều đặn báo cáo về sư đoàn qua mạng lưới thông tin, kiên trì đã được đền đáp, địch bắt đầu dẫn xác đến. Điều chủ yếu mà chúng tôi nhắc trung đoàn 2 lúc này cần theo dõi đội hình hành quân của địch để thực hiện chặn đầu khóa đuôi đúng lúc. Từ kinh nghiệm Cần Đâm, tôi nhấn mạnh quyết chia cắt không cho địch co cụm. Trận chiến đấu lúc đầu diễn ra thật gay go, nhưng ta ở thế chủ động nên thắng lợi thu được nhanh gọn. Đội hình hành quân của địch lọt vào trận địa phục kích của ta cơ bản bị tiêu diệt. Chúng phải đưa viện binh từ Minh Hòa ra cùng với máy bay lên thẳng đổ quân xuống Nam cầu Sa Cát, bị trung đoàn 3 chặn đánh. Tiểu đoàn thuộc trung đoàn 16 mới từ miền Bắc vào, tất cả đều mới lạ, nhưng trong trận đánh lần đầu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, diệt 2/3 lực lượng địch ở Sa Cát. Tiểu đội do tiểu đội trưởng Thắng phụ trách bắn cháy 9 xe, được giao báo cáo thành tích trực tiếp qua điện thoại về tư lệnh sư đoàn. Báo cáo có 9 xe chạy. Mới nghe mừng, sau thắc mắc, cháy hay chạy? Nếu để địch chạy thì thắng lợi cái gì? Báo cáo lại, nói chậm mới nghe rõ. Báo cáo có 9 xe chạy.
Sao lại chạy? Đánh vần chứ chạy. Báo cáo chờ ai ấy. Cháy phải không? Dạ đúng. Tôi reo lên. Thế chứ, cả tiểu đội thắng bắn cháy 9 xe. Một trục trặc thật vui. Sau hỏi ra mới biết Thắng quê ở Nghi Lộc, nơi nổi tiếng phát âm khó nghe nhất của tỉnh Nghệ An, vì trung đoàn 16 từ khu 4 mới bổ sung vào. Trận đánh trở nên phức tạp không phải do lực lượng cơ giới đi trên đường, mà là viện binh từ phía Minh Hòa tiến ra và máy bay lên thẳng địch, đổ quân xuống phía nam cầu Sa Cát. Trung đoàn 3 lần này tích cực sửa chữa khuyết điểm mắc trong trận Cần Lê, cùng các chiến sĩ thông tin, hậu cần sư đoàn, kể cả các chiến sĩ của trung đoàn 2 bị thương nhẹ đều tình nguyện tham gia chiến đấu. Trận đánh vì thế phải kéo dài đến ngày 11 tháng 7 mới kết thúc. Những trận mưa xối xả đã bớt dần, tiết trời bước vào trung tuần tháng 7. Sau trận Sa Cát Minh Hòa cũng là thời điểm kết thúc cuộc hành quân không theo quy luật thời tiết. Nhưng chặng đường hành quân ấy đã ghi thêm nét đậm trong sổ vàng của sư đoàn 9 những chiến công mới. Sự việc bắt đầu từ chủ trương mở cuộc tiến công vào căn cứ Phước Vĩnh, nhưng không có lương thực, phải chuyển hướng lên Lộc Ninh, rồi bị lộ, địch mở cuộc hành quân dự phòng, tăng cường lực lượng bảo vệ Lộc Ninh, buộc chúng tôi phải chuyển hướng từ phía Bắc, đội hình sư đoàn quay ngược xuống Nam, đánh viện binh địch trên đường 13, từ chủ động đến bị động, rồi lại chủ động, nhưng chủ động sau hay hơn, thông minh hơn. Chúng tôi phải chủ trương mở mặt trận mới, đánh địch trên đường giao thông, kéo địch ra khỏi công sự mà đánh. Kế hoạch tạo thế của chúng tôi thành công, buộc quân Mỹ phải lên chi viện cho Lộc Ninh và phải đi qua những trận địa bày sẵn ở Cần Đâm, Tàu Ô, ở Cần Lê, Ba Nghi, ở Sa Cát, Minh Hòa để chuốc lấy thất bại. Kết quả là viện binh địch phải bỏ Lộc Ninh, co về Hớn Quản. Lộc Ninh bị vô hiệu hóa, các kho tàng ở Bắc Lộc Ninh của ta vẫn được an toàn. Thắng lợi của chiến dịch đánh phá giao thông địch trên đường 13 đã rõ ràng, nhưng đâu phải suôn sẻ. Vẫn còn có ý kiến cho rằng hoạt động quân sự của ta vừa qua đánh vào chỗ mạnh của địch là không đúng với nguyên tắc tránh mạnh đánh yếu. Tuy có diệt được cơ giới, diệt được tăng, thiết giáp của địch, nhưng ta cũng bị tiêu hao. Anh Thanh lại đến với chúng tôi trong những ngày tổng kết đợt hoạt động này. Anh nghe chúng tôi trao đổi và hỏi cặn kẽ diễn biến các trận Điệu Hồ Ly Sơn. Mình có duyên nợ với sư đoàn 9 các cậu, anh hồ hởi nói ngay giây phút đầu tới sư đoàn. Chúng tôi vẫn mong hoài, lo anh không đến. Tôi vẫn bị động khi anh nắm tay tôi nói. Nếu anh dù bận không đến thì chúng tôi vẫn buồn, vẫn tiếc. Anh lắng nghe, anh hỏi đặc điểm khác nhau giữa tổ chức chiến đấu phục kích đánh quân Mỹ có khác gì với đánh quân đội thực dân Pháp. Mỗi người một ý, tùy theo cảm thụ của mình mà trả lời những câu hỏi trên đây của anh. Cuối cùng anh phát biểu tuy ngắn nhưng với tinh thần khen chê thẳng thắn, giúp chúng tôi nhận thức ra nhiều điều hay, bổ ích. Anh nói, sư đoàn 9 một lần nữa chứng tỏ là một đơn vị chủ lực tin cậy của miền. Phát huy tinh thần trách nhiệm chính trị cao, chủ động tổ chức đợt hoạt động quân sự, đánh giao thông địch trên đường 13, đạt hiệu quả rõ rệt, góp phần trực tiếp làm thất bại âm mưu, bẻ gãy xương sống Việt Cộng của Mỹ, diệt lực lượng chi viện cho Lộc Ninh trong khuôn khổ hành quân truy quét tuyến biên giới, đánh phá căn cứ hậu cần của ta. Đây là một thắng lợi có ý nghĩa chiến dịch, chiến lược, cần được biểu dương khen thưởng, cần được rút kinh nghiệm phổ biến kịp thời đến các đơn vị bạn, nghiên cứu vận dụng. Vây điểm đánh viện mà sư đoàn 9 áp dụng trong đợt hoạt động này được xem như một thuật ngữ mới. Thuật ngữ thường dùng là đánh điểm diệt viện. Viện đây là các đoàn cơ giới, ở đây không đánh tăng thiết giáp thì sẽ không có chỗ đứng chân, không ở yên với địch. Không diệt tăng thiết giáp thì không thể gọi là đánh Mỹ. Có thể nói thời điểm cáo chung của chiến thuật thiết xạ vận được bắt đầu từ đây, buộc địch phải chuyển sang chiến thuật trực thăng vận. Đường 13 bị chúng ta bước đầu vô hiệu hóa. Cuối cùng anh kết luận, như vậy là trúng rồi đấy. Các đồng chí cần rút kinh nghiệm để hoàn chỉnh biện pháp tổ chức thực hiện, vì kẻ địch rất thực tế và ngoan cố, không cam chịu bó tay. Nhiệm vụ sắp tới đang còn rất nặng nề,
nhưng cũng nhiều triển vọng đang mở ra trước mắt chúng ta, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực vươn lên. Chúc các đồng chí khỏe và thu nhiều thắng lợi trong nhiệm vụ mới. Chúng tôi tiến anh đầy lưu luyến, biết ơn trong tình đồng chí, tình anh em, và riêng tôi còn có cả tình cảm thầy trò. Bởi mỗi lần anh có mặt lại mang đến cho chúng tôi những nhận thức mới, giải tỏa cho chúng tôi những băn khoăn, vướng mắc, tiếp sức cho chúng tôi lòng tự hào, tự tin mới để tiến về phía trước. Chương 13. Kết thúc đợt hoạt động quân sự mùa mưa năm 1966, Sư đoàn 9 được lệnh của Bộ Chỉ huy miền chuyển đội hình sang mặt trận phía Tây. Thế là chúng tôi tạm biệt một chiến trường gắn bó, trở nên thân thiết kể từ tháng 4 năm 1965, qua các trận Phước Bình, Phước Long, Đồng Xoài, Đất Quốc, Bầu Bàng, Căm Xe, Dầu Tiếng, Nhà Đỏ, Bông Trang, Cù Đinh, Cần Đâm, Cần Lê, v.v. Lại lật cánh sang hướng Tây Sài Gòn, vì đây là lần thứ hai chuyển hướng hoạt động. Lần thứ nhất vào đầu tháng 5 năm 1966, chúng tôi đã phối hợp ăn ý với lực lượng vũ trang địa phương, tổ chức tập kích đánh thiệt hại nặng chiến đoàn Mỹ ở Bầu Sắn, Tây Ninh, buộc chúng phải chấm dứt cuộc hành quân Bắc Minh Hào, được xem là cuộc hành quân lớn nhất của Mỹ vào chiến khu Dương Minh Châu trong cuộc phản công mùa khô lần thứ nhất. Lần này trở lại với định hướng là để củng cố lực lượng, chuẩn bị đón nhận nhiệm vụ mùa khô lần thứ hai. Thời gian yên tĩnh giữa hai trận đánh sao mà hiếm đến thế. Một mặt lo tổ chức học tập, nâng cao nhận thức tình hình nhiệm vụ mới, củng cố quyết tâm đánh Mỹ, tiếp nhận và bổ sung quân số, trang bị vũ khí đưa từ miền Bắc vào, tổ chức rút kinh nghiệm một năm đánh Mỹ, mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ thuật, chiến thuật, nhất là các kỹ thuật bắn súng, ném lựu đạn, đâm lê, đánh bộc phá. Mặt khác, chỉ huy sư đoàn chúng tôi phân công theo chức trách, được giao đi tiếp nhận các chủ trương, chỉ đạo của cấp trên. Vấn đề có ý nghĩa bao trùm xuyên suốt trong thời gian này là lo tổ chức học tập, nâng cao nhận thức tình hình, nhiệm vụ, củng cố quyết tâm đánh Mỹ. Sư đoàn 9 đã cùng với lực lượng vũ trang địa phương và nhân dân Đông Nam Bộ đánh thắng hiệp đầu chiến lược chiến tranh cục bộ của đế quốc Mỹ. Đây là một thắng lợi có tầm quan trọng rất lớn cả về chiến lược, chiến dịch và chiến đấu. Nhiều kinh nghiệm được đúc kết kịp thời, đưa vào ứng dụng nhằm vượt qua những khó khăn ác liệt mà kẻ thù đã gây ra. Trong cuộc phản công chiến lược mùa khô 1965-1966, để giành lại thế chủ động trên chiến trường, tìm diệt chủ lực ta, Mỹ đã huy động lực lượng lớn, phát huy đến mức cao nhất thế mạnh về kỹ thuật, chiến thuật và sức cơ động của chúng. Trong nhiều cuộc hành quân, địch tổ chức mũi thọc sâu trên hướng chính bằng bộ binh cơ giới đánh thẳng vào căn cứ của ta, đồng thời tổ chức mũi vu hồi bằng cơ giới hoặc đổ quân bằng máy bay lên thẳng xuống phía sau, làm cho ta gặp khó khăn khi di chuyển hoặc khi cần phải rút lui để bảo toàn lực lượng. Pháo diệt địa của địch thường từ 48 đến 60 nòng pháo 105 đến 155 ly 175 vua chiến trường được sử dụng trong một cuộc hành quân, bắn phá ác liệt các khu vực chúng nghi ta tập kết lực lượng. Hỏa lực không quân, đặc biệt là máy bay B-52, liên tục đánh phá các căn cứ và chi viện cho các cuộc hành quân. Trong các trận đánh, địch nhanh chóng tăng cường lực lượng chi viện và dùng hỏa lực chặn phía sau đội hình ta. Địch còn dùng phi pháo hủy diệt cả căn cứ trận địa khi bị ta đánh chiếm, để vừa sát thương vừa không cho ta thu vũ khí. Với sự thay đổi thủ đoạn tác chiến, khi trong tay có đầy đủ vũ khí và phương tiện chiến tranh hiện đại, Mỹ đã làm cho nhiều trận đánh của ta không gọn, không bắt được tù binh, không thu được vũ khí. Tổn thất về người và vũ khí của một số đơn vị khá cao. Các bước của một trận đánh không triển khai được, bộ đội phải cơ động liên tục để tránh bị thương vong vì bom pháo. Mỗi khi trú quân đều phải đào hầm, công sự chiến đấu, sinh hoạt vật chất tinh thần của bộ đội thiếu lớn và không ổn định. Những biểu hiện ngại bom pháo địch, ngại ác liệt đã xuất hiện trong một số cán bộ chiến sĩ, ảnh hưởng đến ý chí và quyết tâm chiến đấu,
đòi hỏi giải quyết nó không thể một chiều áp đặt mà phải tiến hành từ nhiều chiều bằng nhiều biện pháp. Qua các cuộc họp nghe phổ biến tình hình nhiệm vụ và các lần giao ban định kỳ do quân ủy và bộ chỉ huy miền triệu tập, chúng tôi tiếp nhận được nhiều thông tin có tầm nhìn xa, rộng từ Hà Nội truyền vào. Ngay từ đầu năm 1966, trong khi sư đoàn 9 đang căng thẳng dàn thế trận đánh bại cuộc hành quân đá lăn của sư đoàn bộ binh số 1 Mỹ ở Nhà Đỏ Bông Trang, thì Trung ương, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh đã liên tục họp bàn nhận định, mặc dù bị thất bại liên tiếp, đế quốc Mỹ đang ra sức tăng quân và phương tiện chiến tranh, đẩy mạnh chiến tranh xâm lược, hòng giải quyết vấn đề Việt Nam trong những năm 1967-1968. Với một lực lượng trên 1 triệu quân, trong đó quân Mỹ có thể lên tới trên dưới 40 vạn. Trong thế trận toàn miền Nam, Đông Nam Bộ gồm cả Sài Gòn, Gia Định có ý nghĩa quan trọng đặc biệt cả về quân sự và chính trị. Một yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định của chiến trường Đông Nam Bộ là tầm vóc, vị trí của thành phố Sài Gòn, tức thành phố Hồ Chí Minh ngày nay, nơi Ngụy quyền đặt thủ đô và Mỹ đặt lầu năm góc phương Đông để điều khiển cuộc chiến tranh xâm lược ba nước Đông Dương. Westmoreland đặt cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ hai trong khuôn khổ kế hoạch tác chiến toàn miền Nam. Ông ta bố trí lực lượng khá chu đáo, ít ra là trên văn bản, trên hồ sơ, nhằm chặn các cửa ngõ của quân ta tiến xuống các vùng đồng bằng và phụ cận thành phố, thị xã quan trọng, trong khi Mỹ tập trung lực lượng đánh Đông Nam Bộ. Trong khi phân tích, đoán định sự phát triển phức tạp và đa dạng của tình hình, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tham mưu đã đề ra chủ trương tổng thể trên phạm vi toàn quốc, giao nhiệm vụ cho các chiến trường khác phải có kế hoạch hướng sự nỗ lực của mình vào chiến trường chính, ra sức đánh bại cuộc phản công chiến lược lần thứ hai của bọn xâm lược Mỹ, làm thất bại các mục tiêu lớn của chúng, giữ vững thế chủ động, bảo tồn và phát triển lực lượng của ta, tạo điều kiện và thời cơ cho các hoạt động lớn tiếp theo, đồng thời đẩy mạnh chiến tranh nhân dân đất đối không ở miền Bắc, kiên quyết đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, tăng cường lực lượng kinh tế và quốc phòng, ra sức giữ vững và mở rộng các con đường hành lang, bảo đảm tăng cường chi viện cho miền Nam. Rõ ràng do vị trí đặc biệt ở Đông Nam Bộ sẽ diễn ra cuộc đọ sức quyết liệt giữa ta và địch trong mùa khô 1966-1967. Tháng 4 năm 1966, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định thành lập khu ủy và quân khu trị Thiên Huế tách khỏi khu 5. Tháng 6, Quân ủy Trung ương quyết định lập mặt trận đường 9 Bắc Quảng Trị, mở ra một hướng tiến công mới, buộc địch phải phân tán lực lượng, tạo thuận lợi cho các chiến trường khác, trong đó có Đông Nam Bộ, hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu của mình trước mắt là mùa khô này. Tiếp đó, Bộ Chính trị chính thức thông qua 6 phương thức tác chiến do Quân ủy Trung ương trình bày sau nhiều lần thử nghiệm trong thực tiễn. Những phương thức tác chiến được phổ biến vào chiến trường miền Nam ngay sau đó đã cung cấp cho chúng tôi, những cán bộ chỉ huy quân sự cao cấp, một khối lượng kiến thức quân sự được đúc kết thành những nguyên tắc có sức khái quát cao, dễ nhớ, vừa chứa đựng chiều sâu lý luận sáng tạo, mang tính đặc thù Việt Nam, vừa mang tính tổ chức chỉ đạo thực tiễn, mở ra nhiều định hướng giải quyết các vấn đề chỉ đạo chiến dịch, chỉ huy chiến đấu. Trước mắt, chúng tôi xác định đưa vào nội dung chủ yếu tập huấn cán bộ nhằm nâng cao kiến thức, đồng thời lấy đó làm căn cứ tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm các đợt chiến đấu vừa qua, phục vụ thiết thực cuộc chiến đấu sắp tới. Thượng tuần tháng 7 năm 1966, Trung ương Cục, Quân ủy và Bộ Chỉ huy miền họp thảo luận thông qua quyết tâm và kế hoạch hoạt động quân sự mùa khô lần thứ hai. Các anh Nguyễn Văn Linh, Phan Văn Đáng, Trần Văn Trà, Lê Đức Anh đều có mặt. Cuộc họp này tập trung bàn kế hoạch đối phó với cuộc phản công mùa khô lần thứ hai của Mỹ vào chiến trường Đông Nam Bộ, mà chủ yếu là khu vực Dương Minh Châu. Về các vấn đề chung, từ tháng 6, Trung ương Cục và Quân ủy miền
đã có chủ trương chỉ đạo các tỉnh thuộc B2 và quân khu 6 gấp rút có kế hoạch đẩy mạnh hoạt động quân sự và chính trị, tiêu hao, tiêu diệt sinh lực tại chỗ kết hợp với chống phá Bình Định nhằm thực hiện chủ trương mở chiến dịch hè thu phối hợp với đường 9 đánh bại kế hoạch mùa mưa của địch, đồng thời có kế hoạch sẵn sàng phối hợp tác chiến quân sự đánh địch ở vòng ngoài nếu địch mở cuộc phản công vào vùng căn cứ của ta. Cũng từ tháng 6 năm 1966, được các thông tin về chỉ đạo từ Hà Nội gửi vào, từ nguồn thông tin tình báo chiến lược cung cấp các tin kỹ thuật thu qua sóng điện, lãnh đạo và chỉ huy miền đã đoán được chính xác âm mưu thủ đoạn địch trong cuộc phản công mùa khô lần thứ hai, đã có phương hướng chỉ đạo ban đầu gấp rút củng cố lại việc phòng thủ căn cứ, xây dựng mạng lưới chiến tranh nhân dân trong vùng căn cứ ít dân. Vì vậy, cuộc họp này các anh bàn những vấn đề cụ thể. Các anh Nguyễn Văn Linh, Phan Văn Đáng phát biểu ngắn gọn, nhấn mạnh những điểm có tính định hướng nhưng sát sườn cho việc xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể. Đây là cuộc hành quân lớn nhất của Mỹ Ngụy, là hướng chủ yếu của gọng kìm thứ nhất của địch nhằm đánh phá căn cứ, tìm diệt cơ quan lãnh đạo miền và sư đoàn 9, giành thắng lợi quân sự có ý nghĩa quyết định cho cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ hai, tạo ra bước ngoặt làm chuyển biến cục diện có lợi cho Mỹ trên bàn đàm phán. Đánh bại cuộc hành quân này có ý nghĩa lớn, làm thất bại gọng kìm thứ nhất của địch trên chiến trường Đông Nam Bộ, sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến gọng kìm Bình Định của địch, tạo điều kiện giành thắng lợi cả năm 1967, bảo vệ được căn cứ, bảo vệ được cơ quan, kho tàng, sẽ có ảnh hưởng lớn về mặt quân sự, chính trị. Quyết tâm của Trung ương Cục, Quân ủy và Bộ Chỉ huy miền là động viên mọi lực lượng lập thế trận chiến tranh nhân dân hợp lý, thực hiện phòng thủ căn cứ theo phương châm bám trụ chiến đấu tại chỗ, kiên quyết đánh bại cuộc phản công của địch, khó mấy cũng phải làm. Lúc này tôi được Trung ương Cục, Quân ủy miền quyết định giữ chức Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy miền, đồng thời giao luôn cả công việc dự thảo kế hoạch tác chiến trình ra hội nghị để các anh xem xét. Tôi rất lo, nhưng là mệnh lệnh, là chỉ thị phải chấp hành. Tự nhủ cứ làm hết khả năng của mình, mạnh dạn nêu ra những suy nghĩ của mình để các anh lãnh đạo cho ý kiến. Đúng là lúc này chỉ có hai cách lựa chọn: hoặc đối mặt với kẻ thù đánh bại ý đồ thâm độc của địch, giữ vững căn cứ, hoặc rút lui lên tận biên giới Campuchia, tạo cơ hội khác tiến công chúng. Nhưng chúng ta đã chọn cách thứ nhất, vì vai trò, vị trí của chiến trường Đông Nam Bộ trong thời điểm đó, đặc biệt là khu vực chiến khu C. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.